xin chào ông bà cô chú anh chị em đang đến với kênh của bé Hạt Tiêu nha. Hello, ông cha xin chào quý ông bà cô chú đang xem trên kênh của bé Hạt Tiêu. Mà ngồi đây nhận sao không? Em đang đĩa cái thao ốc từ sáng giờ rồi. Mà đang chờ người làm mà hồi sáng giờ chú làm không? Bây giờ em đây em ngồi em coi chú làm. Không biết làm gì đâu, ốc luộc thì được. Ốc luộc thì rất là nhanh không? Nói chứ thì nghe chú nói là cũng thèm ốc xào miền Trung đúng không? Đúng rồi. Mình đi mua có ốc đắng hay chưa? Có vào hả? Nên là mình sẽ dùng tầm ốc này cũng được, tại vì hồi bữa ở trên công ty với chị Hai nấu này à. Không, cái đợt Út ăn ốc xào miền Trung là cái đợt nào mà Thi nấu ăn á. Anh em với chị Hai gà nhất đấy. Gà nhất của anh Phú đấy. Dạ. Dạ. Dạ, đây là nguyên liệu mà hồi sáng chị Út với chị Hai có đi chợ rồi mua dùng cho bé Hạt Tiêu cả nhà. Bây giờ em chị Út vớt ốc ra. Vớt ốc ra cho em nè. Em rửa gia vị nha. Ốc này ngon quá bé ơi. Ngon lắm. Ốc ngon nghe hai. Ốc bu. Ốc bu là ăn cái kia thôi không? Ăn gì? Cái đầu. Không ăn được hết. Ốc bu này ăn được hết chị hai. Ốc bu này khác, ốc bu vàng khác. Ốc bu này khác, ăn thật. Chị hai đang suy nghĩ gì vậy? Chị chỉ rửa ốc phụ em thôi nha bé, còn mọi thứ em làm nha. Ok. Giống như vũ trường vậy đó. Bây giờ thì Út thì chị Út đã rửa sạch các chị hai, bây giờ em sẽ bỏ xà vô. Không, mình xào luôn á. Tại vì ốc nếu nó con to nên là tí nữa mình sẽ bỏ dầu vô đây luôn. À. Xào nguyên con. Dạ, đây có xà băm, xà băm nguyễn mình bỏ một ít. Vậy hả? Dạ, xong rồi cái này thì mình cắt khúc. Mình bỏ vô cho nó thơm đúng không? Đáng lẽ là có lá chanh hoặc là lá bưởi chứ không? Bỏ vô. À. Cho nó thơm lắm. Bỏ xào. Bỏ nhiều hay ít? Bỏ vô chừng nào thơm thì thôi, chị thấy thơm chưa? Chưa. Cái thơm bỏ cái này luôn. Cái này là Út được ăn một lần rồi đó cả nhà. Thèm cái cứ kêu bé Hạt Tiêu rồi làm cho ăn hoài à. Món này cái bé Hạt Tiêu mới làm được. Đúng món rồi. Món này đơn giản lắm. Ai cũng làm được hết á chị hai. Cái này chỉ cần bỏ gia vị vô rồi đưa lên xào á. À. Mà cái đặc biệt là món này là gia vị đặc biệt nhất là mắm tôm á. À. Đang thèm quá. Thèm chưa? Đói bụng nữa nha. Mà ốc này ăn chung với cơm được không? Được, tí nữa mình ăn cơm luôn hả? Mình không là chịu cơm. À, tí nữa ăn cơm luôn hay để chị đi nấu cơm luôn. Để đi chị nấu nha, ngày cầm bé qua đi. Đúng không? Ngày qua đi em nấu cho. Ủa, nồi cơm mình hết rồi hả? Hết rồi. Rồi đấy, em nói anh hết nồi cơm mà hồi trưa. Hết nồi cơm luôn nha bé nhà. Đi nấu cơm. Ngày nay mình nấu bao nhiêu ta? Nấu ít thôi. Thế như thế chén ăn đủ không? Em với chị Huyền. Em nữa. Không ăn nữa đâu. Em ăn cơm với em á. Không. Đây bây giờ em bỏ ít vô một tí nha. Thì đang nhắm cơm. Huyền chưa ăn cơm không? Lắc đầu. Chị biết mà. Sợ cơm hồi rồi. Nấu cơm. Tại bên nãy chị với mẹ ăn canh á. Nhưng mà chị hai ăn cơm, chị hai ăn ốc nha. Ừ, ăn ốc chứ. Đang hẹp. Ê, bây giờ bỏ mắm tôm vô. Mùa này là mùa đặc trưng nhất này. Mắm tôm này không biết có được không? Biết có ngon không luôn? Được. Bỏ hết luôn hay là bỏ? Không không, dai với sao bỏ cái này hết luôn là. Khỏi ăn luôn. Khỏi ăn luôn ấy. Không, em sẽ bỏ hai món. Mình sẽ bỏ đi ăn dần ha chị ha. Đây bỏ tỏi, nói chung là có cái gì là mình bỏ cho nó thơm mắt chị hai. Bỏ đầy đủ gia vị thì nó ngon. Chiều nay thì các bạn mỗi người lót nha. Dạ chị chờ cái phim nấu xong rồi mới tập trung các bạn lại ăn. Mọi người do là mọi người cũng bận đó cả nhà nên là không có nấu ăn thì tùy lúc thôi.
cho là mọi người bình chỉnh video này kia trả lời bình luận đấy. Tại vì thấy cả nhà bình luận thì nếu mà không trả lời thì cũng tại vì mình phụ lòng cả nhà. Mình mong cho cô chú bình luận nhiều để mình trả lời quá. Dạ. Thôi nha. Chị mà. Thôi lấy chồng, nhưng mà thôi chị lấy chồng ai nấu cơm cho tụi em ăn. Nên là thôi. Chị nghĩ lại hả? Không, nhưng mà nếu mà chị lấy thì tụi em bắt về thôi chứ. Không cho đi được. Đi rồi ai nấu. Nghe chưa, ế thì ngày bệnh nhẹ. Đây là cái nồi ốc của bé Hạt Tiêu đây. Thơm quá hả? Thơm chưa? Đây là chai dầu siêu to khổng lồ. Tại vì em hay xào, em hay bỏ cái này vô luôn á. Nhưng là không biết là mai mình sẽ tìm cái chai mình chiết cái dầu ra nhà để viên can bự quá khi không nổi. Khi nào mình nha. Ê đừng đổ hết nha Tiêu. Không em nửa chai thôi. Thơm quá à. Cái này nước chấm lại gì? Thơm cái gì, thơm mắm tôm hả? Ừ. Thôi chị hai quay cái khúc này dài dài khúc áo lại thôi mà. Ăn mà biết khúc áo. Đầy đủ gia vị hả Tiêu? Đúng rồi. Là cái gì trong đây? Bột ngọt, mắm tôm, đường. Rồi gì nữa? Muối luôn hả? Không, em coi đường. Tiêu đây muối lên toang đó. Nói chung là chị có gia vị gì là chị cứ bỏ đi. À. Là nó tự mai mình mà. Bỏ cái muỗng vô trong đó nè. Cái này có cái hột gì? Đó. Bắt, sẽ làm nước chấm. Bắt bếp lên chưa? Dạ rồi. Sao thấy hấp dẫn quá ta? Nhanh gọn lẹ quá ta. Món này nhanh gọn lẹ mà ngon. Ngon lắm. Chị Út đi xe ra xa xa nha. Cái này mà em à. Không, chị Út tắm rồi đó. Cái này nghe thơm cả ngày luôn. Cái là tắm không sạch luôn. Tối nay vô ngủ phòng máy lạnh á. Ừ. Em sẽ đi lấy miếng nước. À. Em có cái ghế ngắn ha. Để dài quá. Em chèo đi cái ghế đó là quá. Cái này vừa nè. Có cần làm gì không? Chị làm phụ cho. Dạ, không cần đâu. Em làm cho. Là gia vị chấm là gì? Có cần băm xả không? Có xả. Băm xả đúng không? Để chị băm xả cho. Trong khi mà thời gian mà bé Hạt Tiêu xào ốc á, quý mời cô chú thì Út sẽ băm xả cho phụ bé Hạt Tiêu nha. Xả có bỏ ớt luôn không Tiêu? Dạ có. Bỏ nhưng mà bỏ ít thôi do sợ mà người không ăn được. Ừ. Chị hai. Hai bà bớt cái gì vậy? Chơi trò bắt đúng ạ. Đang quay phim luôn á. Bé ơi. Dạ. Bé, anh bớt cái bà chắc chứ. Trời ơi, ở nhà rất là nguy hiểm nha cả nhà. Mình luôn quanh ta nha. Bé ơi. Đây là nước chấm nha cả nhà đấy. Nước chấm. Nước chấm. Ừ, đâu nước chấm được nhiều đâu. Đó. Thơm quá. Huyền ơi, cho lấy giúp em cái tô được không? Được. Cái tô đằng sau em á. Cái tô với cái á. Cái tô này là tô canh bí. Cái tô với cái á. Cái môi nha chị Huyền. Cái môi à? Cái môi với cái dạ. Cái môi nè. Cái môi. Cái môi thì múc. Cái môi hay cái môi? Cái môi. Cái môi hay cái môi? Cái môi. Đứa em kêu vậy mà. Ủa? Cái môi với cái giá. Ờ đúng. Cái gì vậy? Đây. Em thấy bây giờ chín rồi nha. Bây giờ em sẽ múc ra nha. Sao hôm nay chị Huyền là bắt được hay cười. Không làm gì cũng cười luôn á cả nhà. Đó. Đây là đi tập thể dục quay chúng hay cười. À, chắc đi tập thể dục xong rồi gì? Không cái gì này. Không biết gì hết. Chắc đi tập thể dục xong dính cái gì rồi. Em mê bắt con bật trước. Bật trước có chịu không cha? Bật trước có chịu
ăn cơm không? Cơm hả? Ăn cơm không? Coi Quyền kìa. Ăn cơm không? Ăn chứ. Giảm cân mà. Huyền là không bao giờ giảm cân được. Tại vì cái nồi cơm rất là thơm mà đó. Cái nồi cơm thơm quá mình không giảm cân chứ không có gì chán. Vậy mình cứ ăn sáng mình biết tập thể dục hả? Đúng rồi. Cái này mình múc cái hết đi ha. Ừ. Em múc ra thôi. Múc mấy cái tô này có vừa không? Quả út này thì nó to nhưng mà nó không có bao nhiêu hết trơn, nó nhỏ không mà. Mà chị ăn cũng hết á. Anh khi nào cũng thừa hết trơn đó cả nhà. Út nè. Sáng chị hai mua 1 ký ha chị hai. Sáng chị đi lựa đồ cái chia con thì chị cũng muốn là nhiều. Chị đó hết luôn, còn bao nhiêu đây là hết luôn. À vậy hả? Nó nhiều là mua nhiều vậy đó. Ừ. Bên này ở trên em đầy. Mình rất có chót cũng còn nhiều. Tôi đang cầm chén nước chấm đó. Bà bây giờ đang ăn cơm gì hết. Đang chờ đợi nấu thêm một món nữa đúng không chị anh? Là sẽ ăn cơm chiều nha cả nhà, mấy chị em ăn đơn giản lắm. Món gì? Dạ. Món trứng. Còn thịt đâu? Búa thì thôi chưa, còn vô đây hả? Ừ. Em lấy cái nồi xuống rửa thì biết rồi. Cái này có rồi đúng không? Ừ. Nè, Út cầm đây. Cái gì vậy Út? Mình đừng có lấy đũa nữa ha. Ừ. Bóc. Anh không có cần chén luôn. Sợ nó hôi á. Thêm mỗi người con hai con. Sợ nó hôi á. Để mình nghe. Tại mắm tôm không à. Sợ nó hôi. Không đi đâu. Quy ngủ rồi. Quy ngủ hả? Quy ngủ về đó đi. Rồi có anh này vô. Quy vô. Tên 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 tên. Bé Hà Tiêu làm món ốc gì? Ốc xào. Xào miền Trung. Miền Trung. Quyền vô Huyền. Cho cả đồng đội ăn thử. Cho mọi người ăn thử. Tại vì ốc này là hình như ở trong này người ta không có làm bán hả? Ờ, không. Không. Bây giờ là có caramel mới rồi nha ông bà cô chú. Nên là cô chú nhớ ngồi xuống thưởng thức. Mời ông bà cô chú ăn ốc. Mời ông bà cô chú nha. Mời cả nhà mình ốc nha. Ăn thử món này đi. Ê nè, ông cô là chuẩn thực giống bé Tiêu nha. Ơ cô bị ngọ nha. Mình ăn ít chắc không bị đâu chị. Không, chắc đồ ăn đang nóng không sao đâu. Thử. Đó hồi bữa là để qua đêm. Hồi bữa để chưa qua đêm luôn. Không phải, phải tối. Mình để tối quá. Nóng. Nóng hả, nóng hả? Nóng lắm. Món này là đặc sản của bé hả? Của quê em người ta. Cũng ngon. Ngon đúng không chị Tư? Ngon thiệt đó chị Tư. Ừ. Trời ơi, cái món này là thi cuộc thi là đạt giải nhất rồi đó. Đạt giải nhất trong công ty độc lạ Việt Nam. Độc lạ Bình Dương. Nhưng mà tôi ốc thì tôi không có ăn mấy nên... Nếu mà đúng ốc thì nó là ốc gạo nó đúng hết chị Tư. À. Hôm bữa là cuộc thi mỗi một bạn thành viên làm một món nên là bé Hà Tiêu được giải nhất. Thôi mỗi người ăn mỗi người ăn hai con. À, tôi sợ ra bụng đúng không? Tôi sợ ăn thật, ăn thưởng thức rồi. Ăn thử nhé. Đưa tôi phần camera cho ông rồi. Ông ăn được chỗ ngon à. Thấy camera này quay sẵn cảnh quá. Quay gần gần miếng đồ ăn thì biết cảm nhận hương vị như nào chứ. Ngon. À không, em không biết nha. Ngon nha. Em là em tự khen không được. Đây, ốc đây. Ngon mà mình tự khen cũng được. Coi cho cạnh cạnh Út ăn nè. Quay người ăn đẹp quá, quay đồng. Ăn bị vậy nè. Có ai ăn đẹp đâu. Mà cả nhà nha. Chấm vô. Chỉ có Út Mini ăn mới đẹp thôi, mới quay cạnh cạnh. Đó, nói Út Mini chưa? Cái đồ nói Út Mini. Nghiệp không trói Út Mini. Ngon nha, mềm. Ý là nói tốt mà còn nghiệp nữa. Vừa gia vị. Ở Tư thử ăn con này đây. Ăn mãi rồi hai con. Gia vị vừa ăn hả Tư hả? Nhưng mà làm ốc gạo chắc nó thấm hơn, ngon hơn. Đúng rồi, ốc gạo nó thấm hơn. Cũng đỏ hơn. Cái đợt hỏng bé làm là ốc gạo mà ta. Ốc này nó to, có vỏ quá. Ngon nhất là cái nước trắng này. Ốc này phải có thịt là ốc gạo là tí cho ăn. Thịt có dao, có mỡ.
Đây, quán miếng nước mắm. Chị cứ làm người rừng hả? Chị tôi làm cháu ốc. Hai bộ, cái này hết chưa? Hai đi mọi người. Con hai con rồi nhé. Tôi ba con rồi. Tiêu ốc không có hạo. Tiêu ốc ác mà tiêu không có đam mê. Tiêu đam mê cá nướng. Tôm, tu tôm. Tôm, gà, 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 cá nướng. Cá. Vậy thôi chứ tiêu không có ốc. Nói về ốc mà tiêu không đam mê. Nhiều sò ốc thế là cũng có hiểu. Con nào ngon với con nào cũng giống con nào. Con ốc qua vòi voi cũng giống như con ốc qua bưu vàng. Là ăn nó kiểu như nhau hả chị đâu? Chưa ăn ốc vòi voi chưa? Chưa, nhưng mà tôi nghĩ vậy. Không, ốc vòi voi ngon nha. Ngon hả? Ăn chưa? Dân rồi. Sò tô cũng như sò... sò... sò lông. Ốc vòi voi á, nó giòn lắm. Sò lông cũng giống như sò lụa. Tôi không biết cái nào ngon. Sò lụa cũng giống như con trai con hến dưới sông. Đúng rồi, tôi chỉ con nào là nói chung là con hải sản nào cứ ăn cũng giống nhau hả? Không có cảm giác ngon, tại vì không khoái mà. Ăn đi Huyền. Hai con là được rồi. Ăn đi Huyền chứ. Hai con một cân hả? Ốc hột này được rồi, được cây nát ở trên kìa. Mua vậy ăn còn hết á, sáng. Rồi xong này ốc gạo á. Bắt ở dưới sông nhà cũng nhiều nữa. Ở dưới trong nhà chồng hả? Ừ. Bữa nào mình vô kem mình bắt đi. À cái ốc ở trong lúa hả? Không. Ốc nhỏ vậy hả? Dạ ở trong lúa. Ốc trong lúa là ốc bưu vàng. Ốc cắt vào là trong lúa. Ốc trong lúa là giống cái ốc này nè. Nhưng mà ốc bưu vàng. Ốc bưu vàng. Còn ốc này ngọt là ốc gì? Ốc bưu. Ốc này là ốc bưu. Ốc này là ốc bưu cái gì á? Ừ. Còn kia thêm chữ vàng à? Ừ. Ốc kia là ăn lúa, ốc này đâu lúa đâu. Ốc bưu ngon hơn. Ốc này mắc tiền hơn. Đó là cái ốc gì mà ở nhà tôi, nhà chị Úc ở trong kem này. Đó trời của đảo bu vàng. Ốc bu vàng. Thì nó rẻ hơn ốc này đúng không? Đúng rồi, ốc này nó mắc gấp 10 lần. Ốc bu vàng ở trong kia người ta bắt bỏ không mà. Ốc bu vàng của em là người ta cho con heo ăn. Con heo ăn. Ừ, ăn luôn cả bò ăn. Nhưng mà thấy nó cũng giống nhau nhỉ? Khác. Sao khác? Cái ốc nãy bò nó rất là mỏng luôn. Với lại là cái là thịt kìa. Cái thịt cái ốc bu vàng thì nó giòn hơn thịt ốc này. Em không biết phân biệt. Cái nào cũng giống nè, ốc. Ốc cũng giống ốc. Em không biết dai quá hả? Chị ăn bốn con. Nãy giờ em ăn mềm giòn nè. Không. Em không biết phân biệt ốc nào, thấy cái nào cũng giống nhau. Thế nào? Thôi vậy không biết phân biệt thôi em kết thúc video nhỏ. Để cho vô ăn cho tự nhiên. Chiến đấu. Cho caramel vô ăn. Nói bây giờ thì bé Hạt Tiêu sẽ kết thúc video tại đây nha. Bà cô chú nếu cả nhà mà thấy video hay thì cho một like, một chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha. Bye bye. Bye bye.